ký và ban hành cái quyết định quy định về cái việc là điều kiện tách thửa đất, anh chị mình ha. Có nghĩa là chia đất ra đó, một cái thửa đất lớn rồi mình tách ra những cái thửa đất nhỏ, thì những cái điều kiện, những cái diện tích tối thiểu. Dạ, mến chào tất cả quý cô chú, quý chị khách hàng cùng với kiều bào trong và ngoài nước. Ngày hôm nay thì đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Hải Địa Phát. Hôm nay thì Hải Địa Phát cùng với cô chú anh chị mình sẽ cùng nhau là chia sẻ một số thông tin cập nhật về cái tình hình thị trường bất động sản, thì nó có những cái thông tin gì mới của chú anh chị ha, thông tin gì mới, những cái cơ chế gì mới, những cái luật gì mới ra. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị, khi mà Hải Địa Phát thì cũng có một số khách hàng ấy, người ta họ liên hệ đến cho Hải Địa Phát và họ gọi cho Hải Địa Phát và họ hỏi về cái việc là vấn đề mà tách thửa của chú anh chị, về việc là cái điều kiện tách thửa. Thì ngày hôm nay có một cái chị khách hàng cũng đã là gọi cho Hảo và hỏi về cái tình hình là cái việc mà nhà anh thì đang ở là tại Hóc Môn, bên huyện Hóc Môn, thì bây giờ anh muốn là tách ra cái thửa đất đó là hai thửa để cho một phòng một bên để cho con cái, thì cái điều kiện như thế nào và nhà anh có thể là tách được hay là không, với cái diện tích là 80 m² của chú anh chị. Nhà anh thì tại khu vực là xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thì với cái diện tích mà bề ngang là 8 m anh chị, bề ngang là 8 m, bề dài là 20 m là thửa đất của nhà anh. Tức là anh muốn tách ra mỗi lô là ngang 4, dài 20 á, là mỗi lô là 80 m² ấy. Tổng của thửa đất hiện tại của nhà anh á là đang là 160 m², mà bây giờ anh muốn là tách ra làm hai thửa, một thửa là hai vợ chồng ở, một thửa thì con cái ở, thì như thế nào, có đủ điều kiện hay không đó. Thì cái thông tin mới nhất ngày hôm nay cô chú anh chị, thông tin mới nhất ngày hôm nay ha, ngày 31 tháng 10 năm 2024, khi mà ông Bùi Xuân Cường, cô chú anh chị, ông Bùi Xuân Cường là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã là ký và ban hành cái quyết định quy định về cái việc là điều kiện tách thửa đất, anh chị mình ha. Có nghĩa là chia đất ra đó, một cái thửa đất lớn rồi mình tách ra những cái thửa đất nhỏ, thì những cái điều kiện, những cái diện tích tối thiểu đó, điều kiện hợp thửa đất và những cái diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn. Và cái quyết định này anh chị là có hiệu lực luôn, có hiệu lực từ kể từ ngày hôm nay, tức là ngày 31 tháng 10 năm 2024 này đã là có một cái quy định mới về cái điều kiện để mà hợp thửa, tách thửa và cái những cái diện tích tối thiểu mà cô chú chị mình cần phải biết đấy, để mà cho giúp cho cô chú chị mình là mình nắm được cái thông tin và mình tránh mất thời gian anh chị ha. Nhiều cô chú anh chị thì cái diện tích đất mình nó không có đủ điều kiện, nó rất là nhỏ, mà mình cứ là đi tìm những cái anh em môi giới hoặc là tìm những cái người này người kia, họ giới thiệu là chỗ này họ có thể làm được, chỗ kia họ có thể là gửi thêm ít tiền người ta làm được, 30 triệu 50 triệu, nhiều điểm họ lấy gần là 100 triệu hơn anh chị, nhưng thực tế là không có làm được anh chị ha. Quy định nhà nước đã đưa ra rồi là không có cách nào mà làm được hết, quy định vẫn là quy định, phải tuân thủ theo quy định thôi, không có cách nào mà làm được hết anh chị. Mà mình cứ tin theo cái chỗ là cò này lái kia, rồi cứ gửi đơn vị này gửi đơn vị kia, thì nói chung thì nó lại là rất là mất thời gian của mình, trong khi là việc thì cũng không có được việc gì của chú anh chị, chỉ là mất tiền oan thôi, thì nó rất là lãng phí thời gian và nó lãng phí tiền bạc, nó ảnh hưởng tới mình. Thì ngày hôm nay Hảo Địa Phát sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị nắm được là cái điều kiện mà để mà cần, để mà đủ để mà tách thửa là tối thiểu diện tích như thế nào. Thì trong cái quyết định này cô chú anh chị ha, trong quyết định mà ngày 31 tháng 10 này, tại do ông Bùi Xuân Cường, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký và ban hành cái quyết định về việc là điều kiện là tách thửa rồi điều kiện hợp cái thửa đất đó. Thì tại mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh mình có chú anh chị, Sài Gòn mình đây, thì phân chia ra các cái địa phương thành là ba khu vực, ba khu vực anh chị ha. Thì gồm có là khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3 đó. Thì khu vực 1 anh chị là gồm các cái quận ấy, các cái quận trung tâm như là quận 1 này, quận 3, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Đấy anh chị ha, đó là khu vực tại khu vực 1 ha. Còn khu vực 2 á là gồm các cái quận
quận 7 nè, quận 12, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức và các thị trấn anh chị ha, các thị trấn của các huyện. Tức là ví dụ như là thị trấn Hóc Môn, đó gọi là những cái khu vực thị trấn của các huyện anh chị. Thì khu vực 3 là gồm các cái huyện như là huyện Bình Chánh nè, rồi huyện Củ Chi nè, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, Cần Giờ và ngoại trừ các khu vực thị trấn. Tức là nếu mà anh chị ở Hóc Môn thì mình phải tính theo cái quy định là nằm tại khu vực 3. Nếu mà anh chị không thuộc địa bàn thị trấn Hóc Môn mà thuộc các cái xã của Hóc Môn, anh chị hình dung rõ nha. Đấy. Thì về vấn đề mà đất ở, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã là có một cái lệnh là quy định điều kiện tách thửa đối với khu vực 1 ấy là thửa đất hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu là 36 m2 và chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất thì không dưới là 3 m. Nghĩa là cô chú anh chị mình hình dung không? Đó nghĩa là những cái khu vực mà Hảo Địa Phát vừa mới kể ở trên về mà thuộc khu vực 1, tức là các quận như là quận 1 nè, quận 3, quận 5 rồi đó, quận 6 rồi đấy, quận 11, quận 8 rồi đấy. Nếu mà cái nhà anh chị mà ở quận 1 đi mà anh chị muốn tách thửa ra thì bắt buộc là cái diện tích đất của anh chị á nó không dưới 36 m2 ha. Ví dụ như là 30 m2 là no, không tách thửa được. Không nha. Không có điều kiện nào để tách thửa được hết. Phải là trên 36 m2. Và cái chiều mà gọi là cái bề ngang của cái nhà anh chị đó hay là phải là đạt cái diện tích gọi là tối thiểu là không dưới 3 m. Đó, tiêu chuẩn anh chị ha. Đó, không dưới 3 m. Rồi. Còn đối với là cái khu vực 2 á thì có diện tích tối thiểu là 50 m2. Không dưới 50 m2 của chú anh chị ha. Diện tích tối thiểu là 50 m2 và cái chiều rộng mặt tiền là 4 m, tức là bề ngang của cái nhà đó hay là thửa đất đó là phải được đạt được là 4 m. Đấy. Còn tại khu vực 3 của chú anh chị thì có diện tích tối thiểu để mà tách thửa đó là 80 m2. Họ 80 m2 của chú anh chị ha. Và cái chiều rộng cái bề ngang của nhà mình nó là không dưới 5 m của chú anh chị. Đấy. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là khi mà các anh khách hàng lúc sáng mà liên hệ và gọi đến Hảo Địa Phát ấy thì cái việc mà nhà anh tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn với diện tích là 160 m2 như vậy mà với là cái bề ngang anh chị ha, bề ngang chỉ có là 4 m thôi. Nhà anh hiện tại là đang là ngang 8 m, dài là 20 m. Đó, bây giờ là tổng diện tích là 160 m2, giờ muốn tách ra hai thửa thì chắc chắn là không tách được anh chị ha. Bởi vì nằm tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì nó nằm vào cái khu vực 3 của Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái chiều rộng mặt tiền anh chị nó phải là tối thiểu là 5 m. Tức là cái diện tích đất của anh nó có thể là 80 m2 nhưng gọi là cái bề rộng mặt tiền của anh là nó không có đủ diện tích, nó không có đủ trong cái điều kiện quy định. Đấy, với cái nghị định mới này về cái việc là phân lô tách thửa cũng như là cái điều kiện tối thiểu về cái phần khu vực diện tích thì chắc chắn là không có làm được. Mà trong khi là anh vẫn cứ tiếp tục là gửi cho những cái bạn môi giới, những bạn cò, những cái bạn sale, người ta hứa hẹn là anh ơi cái này rất là dễ nha, em có người quen em làm biên độ cỡ 50 triệu thôi là có thể làm được cho anh, tách thửa được cho anh. Đấy, rồi xong đó là đợi 2 tháng 3 tháng anh chị, nó bảo cung cấp hết giấy tờ hồ sơ rồi đợi 3 tháng 5 tháng không thấy đâu hết, rồi tiếp tục lại hỏi tiếp, gọi điện tới hỏi, rồi nó lại tiếp tục là anh ơi bây giờ bên này họ thay đổi một cơ chế chính sách, giờ nó đang siết chặt hơi khó khăn quá, thôi anh gửi thêm cho bên đó biên độ khoảng 50 đi. Đấy, là mất 100 triệu thôi anh chị, mà trong khi làm hoài làm quải không thấy đâu hết, mà tiền thì mình đã đưa rồi. Đấy, thành ra là những cái thông tin này thì cô chú anh chị mình phải là nên nắm rõ ha, khi mà những cái quy định, những cái tối thiểu về cái việc là tách thửa như thế nào, rồi có diện tích tối thiểu như thế nào, bề ngang như thế nào, mình sẽ nắm được hết và biết được là cái nhà mình nó đang ở nằm trong cái khu vực nào, khu vực 1 hay là khu vực 2, khu vực 3 để mà mình nắm rõ hơn. Thì vừa qua khi mà cái bản giá đất mới của chú anh chị, bản giá đất mới á, sẽ được cập nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh mình ấy, thì nó cũng sẽ là chia ra từng các cái khu vực rất là rõ ràng. Ví dụ như khu vực 1 thì anh được đền bù với mức giá mà đất ở như thế nào, đất nông nghiệp như thế nào,
đồ đất lúa như thế nào đều có hết. Đấy, rồi các cái khu vực thì họ sẽ phân ra và chia rất là cụ thể và chi li từng chi tiết các khu vực, từng địa phương rất là rõ ràng của chú chị ha. Thì mình cần phải là tìm hiểu và cần nên là nắm rõ kỹ cái điều này. Và cái việc mà giới hạn cái vấn đề mà tách thửa như vậy anh chị, thì nó có ảnh hưởng gì đến với thị trường nhà đất thành phố Hồ Chí Minh không? Thì họ, theo họ điều phát thì nó vẫn có một cái sự ảnh hưởng rất là nhiều của chú chị. Thị trường bất động sản thì tại Việt Nam mình cũng như là khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một sự ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc là khi mà những chính sách của nhà nước mình ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn từ những cái luật đất đai mới này, rồi về cái bản giá đất mới này, hay là bây giờ là việc là quy định về cái việc là tách thửa anh chị ha. Tách thửa nó phải có những cái điều kiện tối thiểu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì sao? Khi mà những thời điểm trước anh chị, ví dụ như là các khu vực như Hóc Môn đi, đó, bây giờ với cái bề ngang phải là 5 mét thì anh chị mới tách thửa được. Thì trong khi đó là có những cái nhà mà biên độ hồi xưa ấy, họ phân lô ra, họ mua cái nhà với bề ngang 8 mét thôi, thì bây giờ đâu có tách thửa được đâu. Bắt buộc thì họ phải là, họ cần tiền, cần bán thì họ phải là bán theo hình thức là giấy tờ tay. Giấy tờ tay thì họ bán cái mức giá nó sẽ thấp hơn và nó không có đáp ứng được cái vấn đề pháp lý, hay là có về cái việc là gọi là tiêu chuẩn quy định về cái việc là giao dịch mua bán, hợp đồng chuyển nhượng mua bán thì không có anh chị ha. Chỉ gọi là bán giấy tờ tay truyền miệng hay là lập vi bàn mua bán thôi, như là một hình thức gọi là lách luật vậy đấy. Thì điều này nó sẽ là có những cái yếu tố nó ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường nhà đất các khu vực đấy. Thì Hảo Địa Phát cũng mong rằng là nhà nước mình cũng sẽ có là những cái giải pháp, những cái biện pháp gọi là lưu thông, hay là những cái giải pháp nào nó gọi là nó sẽ giải quyết được những vấn đề trên, thì tồn động trên đấy. Thì nhiều khi là đôi khi là nó sẽ có những cái điểm hai khi mà cấm cái việc mà gọi là tách thửa mà với cái diện tích nó quá nhỏ đi chẳng hạn, thì nó làm ảnh hưởng đến cái thị trường nhà đất khu vực đó. Là tương lai sau này thì ví dụ như ở nhà có 3 ngang 3 mét ngang 4 mét, nó không có đúng cái quy chuẩn, cái quy định tại khu vực địa phương đấy. Thì nói chung thì cũng có nhiều cái mặt lợi, cũng có nhiều cái mặt hại, thì trong đó thì cũng có nhiều cái yếu tố. Thì ngày hôm nay thì có một số thông tin về cái việc là quy định cái việc là tách thửa diện tích là tối thiểu như thế nào. Thì Hảo Địa Phát cũng mong muốn là chia sẻ đến đây một số thông tin cho cô chú anh chị cùng với bà con kiều bào trong ngoài nước mình có thể là thông qua được và mình nắm rõ được hơn. Hảo Địa Phát cũng xin cảm ơn tất cả quý cô chú, cô chú anh chị mình đã theo dõi video. Cô chú anh chị mình nào mà yêu mến kênh Hảo Địa Phát thì có thể là nhấn like và nhấn đăng ký kênh của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị mình trong những thước phim, trong những video để chia sẻ về cái thông tin thị trường bất động sản tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và quý anh chị.